Kính thưa quý vị Phật tử và quý chú thân mến, ngày hôm nay chúng ta cùng có mặt tại tỉnh thất Thanh Nguyên, và Thúc Hào xin được gửi lời chào cũng như lời cảm ơn chân thành nhất đến từ ban tổ chức vì tất cả quý vị đã dành thời gian đến đây, đến tỉnh thất Thanh Nguyên trong buổi tối và tham dự vào một ngày rất trọng đại của Đại Đức Thịnh Quang An là ngày sinh nhật. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón sự kiện này ạ. Xin được cảm ơn tràng pháo tay rất ấm cúng và thân tình của tất cả quý vị. Và thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì Hào cũng xin được mời quý vị cùng lắng nghe một câu chuyện như thế này ạ. Đó là vào tại miền đất Quảng Nam cách đây hơn 40 năm trước thì sư phụ Thích Quảng An đã đến với thế nhân của chúng ta. Qua rất là nhiều năm thầy tinh tấn tu tập và bén duyên với lại vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu, thầy đã đến vùng đất này và thực hiện hai sứ mệnh, đó chính là trồng cây và trồng người. Trồng cây là để khuôn viên của tỉnh thất Thanh Nguyên chúng ta thêm bóng mát, thêm không khí tươi lành, thêm cái chào đón thật sự là mát mẻ, thật sự là sảng khoái cho những vị Phật tử phương xa đến đây tham quan. Và trồng người, thầy đã ươm mầm tuệ giác, đã cùng với các quý chú ở đây tinh tấn tu tập và giúp các quý chú thông qua những sự chỉ bảo của thầy để có được một kiến thức sâu rộng, một cách sống tốt hơn. Và ngày hôm nay, thay cho lời cảm ơn của quý chú gửi đến Đại Đức Thích Quảng An, thì quý chú đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật, một buổi lễ rất ấm cúng trong không gian gia đình với ánh nến lung linh như thế này để gửi tặng đến người thầy kính yêu của mình là sư phụ Thích Quảng An. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón ạ. Dạ, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo đây thì quý vị cũng đã thấy rằng trong một cái không khí mà chiều hôm nay vẫn còn râm ran tiếng ve, vẫn còn cái nóng, nhưng mà đâu đó vẫn có sự ấm áp, sự mát mẻ của làn gió biển. Chúng ta đã cùng đến đây dưới ngôi già lam mang tên tỉnh thất Thanh Nguyên. Và trong không khí thân mật như thế này thì chúng tôi mời quý vị Phật tử, mời sư phụ Thích Quảng An cùng lắng nghe một ca khúc. Đó là ca khúc Tình Thầy Trò, được trình bày bởi các quý chú. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Bây giờ mình sẽ thể hiện một hành động chứng tỏ tình yêu thương của mình đến sư phụ nha. Nào, 1, 2, 3. Sư phụ tuyệt vời nhất. Rồi, cảm ơn các em rất nhiều. Và Hào tin rằng với hành động dễ thương như thế này, cùng với tiếng hát đầy ngọt ngào, đầy tình yêu, thì sư phụ Thích Quang An của chúng ta chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong đêm ngày hôm nay, sinh nhật lần thứ 42 tuổi. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc Tình Thầy Trò, được thể hiện bởi quý chú của tỉnh thất Thanh Nguyên. Và chúng tôi cũng tin chắc rằng với ca khúc này thì nhiều quý vị Phật tử cũng sẽ có được rất là nhiều những cảm xúc gợi lại trong tâm mình đối với những người thầy đặc biệt của riêng mình, cũng như đối với sự chủ trì của tỉnh thất Thanh Nguyên. Và thưa quý vị, tiếp theo đây thì chúng tôi xin được mời đại diện của quý chú, đó là chú Nhuận Ngộ, sẽ có đôi lời gửi đến đại đức Thích Quảng An. Xin được mời chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, quý Phật tử, hôm nay hàng đệ tử chúng con cùng quý Phật tử rất ấm áp được đứng lên, được quỳ ở đây nói đến đôi lời cảm nghĩ của chúng con, cảm niệm công đức của thầy nên ngày tiếp nối ngày vui của thầy ngày hôm nay, chúng con xin gửi đôi lời cảm niệm. Nhớ những lời nói gần đây nhất của thầy, mỗi người sinh ra đều có, mỗi người đều có đôi mắt của mình, và phải biết hướng nhìn về phía trước. Vậy nên chúng con luôn nghe theo lời chỉ dạy của thầy, luôn cố gắng tu tập tinh tấn hàng ngày. Và hôm nay nhân duyên lành con được nói lên cảm niệm này, rất là cảm ơn thầy. Trong những suốt những ngày qua, thầy đã dạy bảo chúng con học và biết được nhiều điều trong cuộc sống. Con xin cảm niệm công đức của thầy và mong thầy hoan hỷ những cái lời thô thiển của con, mong thầy chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được cảm ơn chú Nhuận Ngộ rất nhiều vì những lời phát biểu gửi đến sư phụ Thích Quảng An. Chắc hẳn là mỗi người sinh ra với đôi mắt để hướng nhìn về phía trước, và chắc hẳn là quá khứ và hiện tại của chúng ta là điều rất là quan trọng. Thế nhưng mà chúng ta hãy vì tương lai phía trước mà hãy nhìn đến những điều tốt đẹp hơn, hãy bỏ qua đi, hoặc là hãy làm giảm nhẹ đi cái tiêu cực mà phát huy cái tích cực, áp dụng vào cách sống, đời sống của chúng ta. Và tiếp theo đây thì chúng tôi cũng xin mời đại diện của quý chú sẽ lên bục và trao những món quà tri ân đến sư phụ Thích Quảng An. Xin được kính mời. Và chắc có lẽ là ngay lúc này thì Hào xin được mời tất cả quý chú cùng quý Phật tử, chúng ta sẽ cùng hòa vang ca khúc Tình Thầy Bao La để món quà này, để thời khắc này ngày càng trở nên ý nghĩa hơn. Xin được mời tất cả quý vị. Nữa cũng nói lên tình thầy trò trong buổi tối ngày hôm nay. Và chắc hẳn rằng bài hát này sẽ mang đến cho chúng ta một sự giây phút khó quên, khi mà chúng ta thấy được khoảng thời gian mà đến với người giúp chúng ta tìm ra chân lý, tìm ra kiến thức là rất là quan trọng. Và tiếp theo đây thì chúng tôi xin được mời sư phụ sẽ mở món quà mà hai quý chú đại diện cho quý chú ở bên dưới gửi tặng đến sư phụ. Xin được mời sư phụ ạ.
Bây giờ xin mời sư phụ sẽ cùng mở món quà này ra. Một món quà được bọc trong một chiếc hộp với màu sắc trang nhã, màu trắng và màu nâu. Hai màu sắc này dịu, nhẹ nhưng mà cũng gợi lên sự trang trọng trong đó, cả tình thương, ấm áp gửi đến cho người thầy của mình. Và món quà cũng đã được xuất hiện. Không biết là quý vị Phật tử ở xa có nhìn thấy rõ ở trên này không ạ? Dạ, thưa sư phụ, đây là một chiếc đồng hồ với màu đen tuyền kết hợp với màu đen bóng. Bây giờ chắc hẳn là sư phụ có thể giơ để cho mọi người ở phía dưới có thể nhìn thấy rõ hơn được không ạ? Và chúng tôi cũng xin được thay mặt sư phụ cảm ơn món quà là tấm lòng của quý chú. Và với món quà này thì quý chú có nhắn Thúc Hào rằng đó là muốn sư phụ hãy nhớ đến quý chú năm nay, năm sinh nhật 42 tuổi của sư phụ. Đó chính là một ý nghĩa về thời gian. Chiếc đồng hồ là vật dụng mà chúng ta thường nhìn vào nó mỗi khi cần biết đến mình là bao nhiêu giờ. Và thời gian ở đây quý chú nhắn nhủ tới xin được trích từ một câu hát trong bài hát vừa rồi, bài hát Tình Thầy Bao La. Đó là từ khi đến bên thầy thì lòng con như chim trời bay. Quý chú rất quý, rất là cảm thấy xúc động khi mà có được nhân duyên, có được cái thời điểm mà được đến với Tỉnh Thất Thanh Nguyên, được làm đệ tử dưới mái nhà chung ngôi Già Lam mang tên Tỉnh Thất Thanh Nguyên. Và cũng rất quý, rất yêu khoảng thời gian mà được thầy dạy dỗ. Chắc hẳn là trong khoảng thời gian đó cũng không thiếu những lần khiến sư phụ giận, khiến sư phụ mắng. Thế nhưng mà qua những lần đó lại khiến cho các chú trưởng thành hơn. Và thời gian cũng là hy vọng vào tương lai. Một tương lai phía trước, quý chú sẽ trưởng thành hơn, sẽ có được cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống và cuộc đời, sẽ áp dụng được những điều mà sư phụ dạy để trở thành một người có ích cho cuộc sống. Và ngay sau đây thì chắc hẳn quý vị Phật tử cũng như là quý chú cũng đang rất muốn nghe những tiếng lòng của sư phụ. Xin mời sư phụ sẽ cùng chia sẻ một vài điều đối với quý Phật tử và quý chú ạ. Xin Thích Ca Mâu Ni Phật. Mừng con ngồi xuống đi. Nên lời đầu tiên thì sư phụ rất là xúc động. Tại vì khi dòng đời sôi đãi, khi thầy mới ngồi vào vị trí này, thì thầy nghe được cái bài hát Tình Thầy Trò. Trong đó có một cái câu mà rất là thấu triệt tinh thần của nhà Phật. Thầy trò ta đến với nhau tuy không cùng cha cùng mẹ, nhưng cùng chí hướng, cùng chung một tấm lòng. Dù bao nhiêu khó khăn, dù bao nhiêu những cái điều đó chỉ là những thử thách để thầy trò mình cùng tiến lên. Hôm nay ngày 17 tháng 5 là ngày theo thế gian là ngày sinh nhật, nhưng nhà Phật thì gọi là ngày tiếp nối. Nghĩa là ngày hôm nay thầy đủ phước duyên. Cách đây 42 năm thầy được thọ thân người. Thì trong giờ phút này cũng như mọi năm khi tụi con tổ chức sinh nhật cho sư phụ, thì sư phụ rất là xúc động. Nhưng điều sư phụ và tất cả các con phải nhớ trong ngày kỷ niệm sinh nhật của mình, đó là cha, là mẹ mình. Vì để có thân mình ngày hôm nay thì chúng ta phải thọ ân sinh dưỡng của cha mẹ. Năm nay sinh nhật của sư phụ là năm thứ hai sư phụ không còn cha cùng mẹ nữa. Mà hạnh phúc nhất là đêm nay là được ngồi dưới
hai chữ mẹ cha ở trên đầu, để chúng ta có được ngày hôm nay. Công đức đó là ở nơi cha mẹ trước. Và có được cái công đức thứ hai là chúng ta bén duyên với Tam Bảo, thầy xuất gia tu học để làm người sứ giả Như Lai. Rồi chúng con có duyên với thầy để về nương tựa nơi Tam Bảo này, thì đó là ân thứ hai. Và chúng ta có đủ điều kiện để tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ này. Ở đây chúng ta không có gì ngoài hoa và nến. Hoa tượng trưng cho sắc màu, cho cái đẹp, cho sự giá trị của sự thanh tịnh và tinh khiết. Nến là thể hiện của ánh sáng, ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của tình thương. Bởi chỉ có ánh sáng mới soi đường cho chúng ta, và chúng ta biết chúng ta đang làm gì. Thật vậy, chúng ta không tổ chức sinh nhật một cách tiệc tùng, mà ở đây thầy trò chúng ta nhân ngày tiếp nối ngồi lại để mà ôn cố tri tăng, tức là nhìn lại những chặng đường đã đi qua và để mà định hướng cho những ngày tiếp nối. Ngày tiếp nối của sư phụ cũng là ngày tiếp nối của tình thầy trò, bởi vì chúng ta sống trong cõi đời này, chúng ta luôn luôn bị chịu sự chi phối của vô thường. Hôm nay chúng ta còn được làm thân người, đó là hạnh phúc. Chúng ta vui trong chánh niệm, chúng ta vui trong tỉnh thức. Cũng như tối hôm nay các con thắp những ngọn nến này, những ánh sáng này thật là lung linh, thật là huyền diệu. Và thầy mong trong các con, khi đã là đệ tử thầy, khi tụi con thắp ánh sáng trong ngày tiếp nối của thầy, thì thầy mong rằng các con phải thắp ánh sáng trong trí tuệ của mình, trong sự tỉnh thức của mình, để rồi các con có một hướng đi, có một con đường rõ ràng. Tại vì hôm nay sinh nhật của sư phụ, nhưng mà không ai nói trước rằng sư phụ sẽ có cái sinh nhật thứ 43 hoặc 44. Tại vì một mạng người được định nghĩa bởi trong sự, trong một hơi thở. Hơi thở ra mà không vào thì chúng ta không còn thọ thân người nữa. Vì vậy mà sư phụ luôn luôn nhắc nhở tụi con, dù hoàn cảnh như thế nào, dù trong điều kiện thế nào, chúng ta cũng phải tỉnh thức. Thời gian qua thì khắp trên toàn thế giới, ở đâu đâu đại dịch Covid cũng đã diễn ra. Biết bao nhiêu con người hôm nay sống, ngày mai lại không còn nữa. Chúng ta còn được ngồi đây là chúng ta hạnh phúc. Nên tối hôm nay thầy đón nhận được những liễn hoa tươi thắm, những ân tình mà nơi các con đã dành cho thầy, cũng như quý nam nữ Phật tử, cũng như toàn thể quý thiện hữu tri thức khắp mọi miền đất nước đã gửi đến cho thầy lời chúc mừng sinh nhật và lời cầu chúc bình an. Thì thông qua chương trình hôm nay, trong các buổi lễ ấm tình này, thầy xin gửi lời tri ân đến tất cả những
những người đã hữu duyên với Thầy trong cuộc đời này. Bởi vì chúng ta không thể đơn thân một bước trên cuộc đời này. Tất cả chúng ta gặp nhau đều bởi chữ duyên, thì chúng ta phải vun bồi cái duyên đó, làm sao cho mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Thầy có nghe một câu chuyện thế này. Có một người thầy giáo viết trên bảng 4 phép tính. Phép tính thứ nhất là 2 cộng 2 bằng 4. Phép tính thứ hai là 4 cộng 4 bằng 8. Phép tính thứ ba là 8 cộng 8 bằng 16. Phép tính thứ tư, 9 cộng 9 bằng 19. Khi thầy người thầy giáo đó viết trên bảng 4 phép tính như vậy, đến phép tính thứ tư thì tất cả học sinh dưới này ồ lên: "Thầy ơi, phép tính thứ tư sai rồi." Thì lúc đó người thầy giáo già mới ngẩng đầu lên và gật gù: "Đúng rồi, nhưng có 3 phép tính đầu là phép tính đúng, mà tại sao không có tiếng vỗ tay, không có tiếng tán thưởng, mà chỉ một phép tính sai?" Tất cả mọi người đều ồ lên như vậy. Trong cuộc sống cũng vậy. Có những điều chúng ta làm, chúng ta xây dựng, chúng ta tâm huyết để tốt đẹp, nhưng chỉ cần một sự sai lầm, một sự thiếu sót mà đôi khi chúng ta mất đi rất nhiều thứ. Cái hạnh phúc nhất của Thầy là Thầy được ngồi trước tụi con, được nhìn tụi con hàng ngày trưởng thành, càng ngày càng khôn lớn, mỗi đứa một tính cách, nhưng các con đều yêu thương nhau. Đó là điều hạnh phúc nhất của người làm Thầy. Đó là món quà to lớn nhất mà Thầy đã đón nhận từ các con. Và Thầy mong rằng hôm nay và mãi mãi về sau, cái chí hướng hướng về cái chân thiện mỹ, hướng về những gì tốt đẹp nhất, thì nó luôn luôn hiện hữu trước mắt và trong đầu của tất cả các con, để các con vững bước trên con đường tu và học. Các con biết rằng bên tay trái của các con, cái bản tên Tịnh Thất Thanh Nguyên ươm mầm tuệ giác, điều đó nghĩa là nơi ngôi già la nhỏ bé này tôn chỉ của chúng ta, đó là ươm mầm vun bồi những cái tuệ giác, tức là sự hướng tâm giác ngộ bằng ánh sáng của Như Lai, đem ánh sáng Như Lai xóa tỏ cái tuệ căn của mình, để rồi mình chọn cái hướng đi, để rồi mình thực tập, rồi mình sống để cho nó đạt đến cái chân thiện mỹ.
Dẫu biết rằng thời gian qua cũng không ít sóng gió ở ngôi Già Lam này, cũng không ít những chướng duyên đã đến với thầy trò mình, nhưng tất cả chỉ là những cái thử thách. Bởi đâu đó chúng ta phải nhớ rằng ở cuộc đời này, đối với người có duyên với nhà Phật, có duyên được học Phật Pháp, thì chúng ta nhìn nhận mọi vấn đề nó nhẹ nhàng. Khó khăn thì có xá gì, đúng không ạ? Bởi không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sau biết phận chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang sao biết nắng mưa nhiều. Bởi thầy trò mình sống với nhau, thầy trò mình xây dựng ngôi Già Lam này bằng tất cả lòng tự trọng, bằng tất cả sự thanh khiết của người tu. Nên dù có khó khăn, dù có gian khổ, thầy trò mình cũng đồng chung một chí hướng vượt qua. Nên hôm nay, trong ngày sinh nhật, ngày tiếp nối của thầy, một lần nữa thầy khuyên các con hãy cố gắng tinh tấn tu học, cố gắng vun bồi trí tuệ nơi học, nơi nhà trường, nơi lớp, cố gắng hành trì thời khóa công phu để gìn giữ con đường mình đã chọn. Vì con đường được kết duyên lành với Tam Bảo là con đường vững bền nhất. Nên hôm nay, trong không khí này, trong dưới mái Già Lam này, thầy một lần nữa cảm ơn tấm lòng các con đã dành cho thầy trong ngày tiếp nối này, và xin gửi lời tri ân đến tất cả quý Phật tử, quý thiện hữu tri thức đã gửi lời chúc mừng và chia sẻ đến cá nhân thầy và tịnh thất Thanh Nguyên. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của sư phụ Thích Quảng An gửi đến các quý chú, và hy vọng rằng qua những lời chia sẻ này thì quý chú sẽ nắm giữ được những tinh túy để từ đó vận dụng vào quá trình tu tập học vấn cho tốt hơn. Và cũng xin được gửi đến quý vị Phật tử, xin được cảm ơn quý vị Phật tử đã cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ sư phụ Thích Quảng An, và hy vọng những lời chia sẻ vừa rồi cũng góp phần giúp cho quý vị Phật tử cảm thấy yêu thêm cái nhân duyên mà mình đến với ngôi Già Lam cũng như là đến với Phật Pháp. Tiếp theo đây thì xin được mời sư phụ Thích Quảng An sẽ thực hiện một nghi thức mà chắc chắn là trong buổi tiệc sinh nhật nào cũng sẽ có, đó là cắt bánh sinh nhật. Xin được mời sư phụ ạ. Và xuyên suốt trong phần cắt bánh sinh nhật này thì Hào mời tất cả các quý chú cũng như quý vị Phật tử sẽ cùng hát vang ca khúc chúc mừng sinh nhật Happy Birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Một lần nữa nào. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Một lần nữa. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Một tràng pháo tay nào. Xin được cảm ơn những lời hát mừng sinh nhật gửi đến thầy Thích Quảng An. Và hy vọng rằng thầy trong năm tuổi mới này sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm mái nhà, tiếp tục chống đỡ và tiếp tục dìu dắt các em trên con đường ươm mầm tuệ giác. Và tiếp theo đây thì chắc hẳn trong chương trình ngày hôm nay sẽ và cũng đã có được sự xuất hiện của rất nhiều quý vị Phật tử đến đây chung vui. Ngay bây giờ thì Thúc Hào cũng xin được mời đại diện quý vị Phật tử sẽ gửi một lời gì đó đến thầy Thích Quảng An. Xin được mời quý vị ạ. Xin được mời quý vị có thể giơ tay và gửi một lời gì đó đầy yêu thương đến sư phụ Thích Quảng An trong ngày vui hôm nay ạ. Hôm nay là ngày sinh nhật của thầy. Con đại diện cho các Phật tử và những mẹ của những chú đến đây để tu học. Con ở đây khoảng 3 tháng, con đã chứng kiến rất nhiều cảnh thầy đã mất ngủ, mất ăn vì các chú. Tại vì một con là người mẹ, con biết con chỉ có một đứa con, nhưng con đã rất là vất vả và nhiều khi cũng rất là buồn. Khi con của mình nói không nghe lời, nhưng với thầy, với 20 mấy chú, những người cha, người mẹ sẽ hiểu được gánh nặng đặt trên vai thầy không phải chỉ là cơm áo gạo tiền, mà còn lo cho các con không biết là có được lên người hay không. Con cũng là người mẹ, cô hy vọng các chú sẽ hiểu được lòng của sư phụ của mình. Và cô cũng mong rằng các chú phải thương sư phụ của mình như cha như mẹ. Tại vì có những người cha người mẹ chưa chắc đã thương các chú được như của thầy đâu. Con chỉ biết chúc thầy sẽ thật nhiều sức khỏe và không phải phiền lòng các chú của mình nữa. Rồi con xin hết. Xin được cảm ơn chị rất nhiều và chắc rất là nhiều sự xúc động đúng không ạ? Và ngay thì Hào cũng xin được mời chị đại diện chúng vị Phật tử có mặt ngày hôm nay sẽ lên trên sân khấu và gửi lãng hoa tươi thắm đến tặng cho sư phụ Thích Quảng An. Cùng với đó thì chúng tôi cũng xin được mời cô Lan sẽ đại diện quý vị Phật tử và gửi những phần quà mà chúng tôi gửi tặng đến sư phụ Thích Quảng An trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Xin được mời chị ạ. Xin mời quý vị Phật tử cùng quý chú sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn và thật dài để cảm ơn những công đức cũng như là những sẻ chia mà như lúc nãy cô Sứ nói là sư phụ là một người không chỉ là người cha, người mẹ mà còn là người thầy dìu dắt tất cả các quý chú đến với bến bờ của sự tri giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật ra cái buổi tiệc sinh nhật này á, là mấy chú á, là gấp công thôi ạ. Còn tất cả những cái phẩm vật á, là của mấy cô, mấy chị Phật tử không ạ. Nên hôm nay cứ món quà sinh nhật của quý cô, quý anh chị Phật tử đến với tỉnh đất Thanh Nguyên, gắn liền với tỉnh đất Thanh Nguyên. Mặc dù ngày hôm nay là cũng nằm trong cái mùa dịch bệnh, nên thầy trò chúng ta chỉ hạn chế trong không gian nhỏ bé này thôi. Nhưng mà thật ấm lòng, và là thầy xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị bằng tất cả những tình cảm và dành tặng cho thầy. A Di Đà Phật. Và thưa với sư phụ Thích Quảng An và quý vị Phật tử là ngày hôm nay không chỉ quý chú góp những công sức đâu, mà tiếp theo đây có hai quý chú cũng đại diện cho tỉnh thất Thanh Nguyên gửi đến tất cả quý vị cũng như là sư phụ những bài hát rất là hay và ý nghĩa. Đầu tiên xin được mời quý vị cùng đón nhận ca khúc Nguyện được trình bày bởi chú Nhuận Hải. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, thật ấm nồng để cho Nhuận Hải có thể thể hiện bài này bằng tất cả tình cảm của mình.
trần thế nhờ sư chân pháp đấng pháp tam hồi hướng thấy quay về bạn ơi đấng pháp tam hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua bài hát, đệ tử chúng con muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến sư phụ, vì sư phụ đã mang nhiều gánh nặng từ mấy năm tháng qua vì tụi con. Hôm nay chúng con nhân ngày tiếp nối này không biết lấy gì đền đáp, chỉ qua lời hát và những hành động có ý nghĩa nhất gửi đến sư phụ, mong sư phụ hân hỷ chứng minh cho tụi con, và mong sư phụ có thật nhiều sức khỏe để lo lắng và dìu dắt chúng con trên con đường tu học. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Cảm ơn những chia sẻ của Dũng Hải. Và qua đó chúng ta cũng thấy rằng là một dịp như là dịp sinh nhật của sư phụ Thích Quảng An không chỉ là một dịp để tất cả quý Phật tử, quý chú và sư phụ Thích Quảng An có một cơ hội để gặp gỡ nhau, mà qua đó còn gửi trao những tâm tình, và đặc biệt là đôi khi là những tiếng lòng mà mình chưa thổ lộ, thì ngày hôm nay là một dịp để họ có thể nói hết ra những điều đó. Và tiếp theo đây chúng tôi cũng xin được giới thiệu một cây văn nghệ nữa của tỉnh Thất Thanh Nguyên, xin được mời Nhuận Minh và sẽ gửi tặng đến ca khúc Tình Thầy.
gieo tình thương khắp nơi nơi để con thêm mùa xuân mới lời thay như nắng ấm áp xóa tan trong con giá băng mùa đông lời thay như sóng biển lớn xóa tan trong con đêm dài tăm tối tình thay ghi khắc mãi mãi sẽ luôn bên con đến muôn ngàn đời tình thay nuôi lớn sức sống dắt con đi qua muôn ngàn phong ba bao tố đi đến chân trời xa đón nắng mai trang hoa tình thay bao la tuyệt vời. Cảm ơn Dũng Minh và các khúc gia diết vừa rồi với ca từ và với ý nghĩa sâu sắc cũng đã gửi đến sư phụ Thích Quảng An cũng như tất cả quý vị ở đây chắc hẳn là những cảm xúc khó phai trong buổi tối ngày hôm nay. Và các khúc vừa rồi cũng thay cho lời kết của chương trình, xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đến chung vui ngày hôm nay với sư phụ Thích Quảng An, đến chung vui trong một buổi tiệc sinh nhật mà theo sư phụ cũng như là theo giáo lý nhà Phật gọi là sự tiếp nối. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thêm được nhiều thời gian ở bên nhau, sẽ phát huy thêm tình thầy trò với từng người thầy trong cuộc đời của mình. Và tại tỉnh Thất Thanh Nguyên thì đối với sư phụ Thích Quảng An, để chúng ta trọn vẹn được chữ tôn sư trọng đạo như truyền thống của người Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.